Việc trao đổi mua bán xe ô tô cũ đã qua sử dụng không còn xa lạ đối với thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến pháp lý vẫn còn làm cho nhiều người gặp trở ngại, đặc biệt là trong việc thực hiện thủ tục sang tên xe ô tô cũ và lệ phí sang tên đổi chủ. Vậy thì, ngày hôm nay, công ty luật ACC sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị về vấn đề trên. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng vấn đề một nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về sang tên đổi chủ xe ô tô là gì. Sang tên đổi chủ xe ô tô là việc chuyển quyền sở hữu xe do mua bán tặng cho thừa kế từ bên chuyển quyền sang bên nhận quyền. Đây là quy định bắt buộc của luật nhằm đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ về sau của các bên sau khi chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất việc chuyển quyền theo đúng quy định của pháp luật, bên nhận chuyển nhượng sẽ có đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản xe đã được pháp luật công nhận là hợp pháp. Vậy thì thủ tục sang tên xe ô tô sẽ như thế nào? Bước 1, soạn thảo và công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô. Bước 2, tiến hành nộp lệ phí trước bạ xe ô tô theo quy định. Bước 3, nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe ô tô tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bước 4, nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định. Các hồ sơ cần thiết cho việc sang tên xe ô tô. Để có thể tiến hành thủ tục sang tên xe ô tô cũ, theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư 15 năm 2014, quý vị cần chuẩn bị những hồ sơ sau đây: giấy khai đăng ký xe theo mẫu, giấy chứng nhận đăng ký xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy mua bán xe hay còn gọi là hợp đồng mua bán chuyển nhượng xe ô tô cũ được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật, chứng từ lệ phí trước bạ là biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính, hồ sơ gốc của xe trong trường hợp sang tên xe đi tỉnh khác. Các loại chi phí sang tên xe, tổng chi phí sang tên ô tô cũ năm 2022. Để trả lời câu hỏi cho mua xe cũ sang tên hết bao nhiêu tiền, thì có 3 loại phí sang tên đổi chủ xe ô tô bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đổi biển số và lệ phí làm giám định hải quan cho xe. Lệ phí trước bạ phải đóng tại chi cục thuế. Theo quy định của Bộ Tài chính, phí trước bạ đối với ô tô mua mới dưới 10 chỗ là 12% giá trị xe, xe khách, xe tải, 2% đó là đối với xe mua mới. Ô tô cũ thuế trước bạ là 2% giá trị xe đã khấu hao. Khi sang tên xe ô tô, tỷ lệ tính phí trước bạ dựa trên thời gian sử dụng kể từ năm sản xuất. Năm sản xuất được tính là 1 năm theo tỷ lệ phần trăm giá trị xe mới cùng loại. Cụ thể đối với xe hoạt động từ 1 đến 3 năm tính là 70% giá trị, 3 đến 6 năm là 50%, 6 đến 10 năm là 30%, trên 10 năm là 20%. Như vậy, phí trước bạ xe ô tô được tính theo giá trị xe tại thời điểm đang sử dụng và đời xe. Xe càng cũ thì giá trị được tính càng giảm. Ví dụ, giá trị xe ô tô Vios đời 2016 mua mới là 500 triệu đồng. Sau 3 năm sử dụng, giá trị chỉ còn 350 triệu đồng. Giá trị đã khấu hao còn 70% giá trị lúc mua, tức là 70% nhân 500 triệu, còn 350 triệu. Mức phí trước bạ sẽ tính là 2% của giá trị xe còn lại là 350 triệu, tức là chúng ta sẽ phải nợ 7 triệu đồng tiền thuế trước bạ. Về phí đổi biển số, loại phí này thu dựa trên thông tư 53 năm 2015 của Bộ Tài chính về mức thu đối với các loại phương tiện khi đăng ký mới, sang tên xe. Ví dụ, tại Hà Nội, các xe đăng ký mới hoặc sang tên sẽ được cấp biển kiểm soát 5 số với lệ phí rất thấp. Nếu chiếc xe đã có biển 5 số, khi sang tên chỉ mất 50.000 đồng. Nhưng chi phí biển xe ô tô từ tỉnh lẻ về Hà Nội và chi phí cấp biển xe ô tô mới là 20 triệu đồng. Nếu đổi biển 4 số sang 5 số thì phí phải nộp là 150.000 đồng. Sau khi hoàn thiện hồ sơ và tập hợp đầy đủ các giấy tờ cần thiết, quý vị đến các điểm đăng ký xe của Phòng Cảnh sát Giao thông để nộp và sẽ được giải quyết trong thời hạn từ 2 đến 3 ngày, trừ thứ Bảy và Chủ nhật. Về phí giám định hải quan ô tô đối với ô tô nhập khẩu, giám định hải quan chỉ thực hiện khi đối với xe ô tô nhập khẩu và được miễn đối với xe lắp ráp trong nước. Quý vị cần mang xe đến cơ quan kiểm định xe. Tại đây, họ sẽ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ gốc nhập khẩu của chiếc xe, xem các thông tin thể hiện chính xác không, đã hoàn thành thủ tục sang tên xe ô tô chưa, số khung, số máy đóng thuế nhập khẩu hay chưa. Theo những người có nhiều kinh nghiệm sử dụng ô tô, chi phí cho dịch vụ giám định hải quan là 1 triệu đồng trên một xe. Sau đây chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi thường gặp liên quan đến chi phí sang tên xe ô tô. Định bán xe mà xe hết hạn bảo hiểm thì phải làm như thế nào? Nếu gia đình quý vị đã chưa bán được xe ô tô và quý vị vẫn đang sử dụng để đi lại, thì quý vị vẫn phải mua bảo hiểm ô tô bắt buộc để đảm bảo an toàn và đúng theo quy định khi tham gia giao thông.
Còn đối với bảo hiểm vật chất toàn diện xe thì quý vị nên cân nhắc để tham gia. Bên cạnh đó, nếu quý vị đã mua bảo hiểm tự nguyện cho xe thì khi bán, quý vị cũng có thể thỏa thuận với chủ xe mới. Câu hỏi thứ hai, có bắt buộc sang tên đổi chủ xe ô tô hay không? Theo khoản 5 điều 30 nghị định 46 năm 2016 quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, các chủ xe ô tô phải thực hiện việc sang tên đổi chủ khi mua bán xe. Ngoài ra, khoản 3 điều 6 thông tư số 36 năm 2010 cũng quy định nếu cá nhân tổ chức mua bán cho tặng thừa kế xe nhưng không sang tên đổi chủ trong vòng 30 ngày sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2 triệu đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe. Như vậy, trả lời cho câu hỏi có mua xe ô tô cũ thì có cần phải sang tên hay không? Theo quy định của pháp luật trên, người mua xe ô tô cũ bắt buộc phải làm thủ tục sang tên xe ô tô. Nếu không sang tên, có thể sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Nếu mua ô tô cũ mà không tiến hành sang tên chính chủ xe sẽ bị phạt. Vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng ta ngày hôm nay. Nếu quý vị có những thắc mắc cần được giải đáp xoay quanh vấn đề pháp lý về xe máy và ô tô, đừng ngần ngại hãy để lại ngay một comment để được các luật sư của công ty ACC giải đáp một cách nhanh nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và nếu quý vị yêu thích video này, xin hãy dành một like, share, subscribe kênh channel của công ty luật ACC nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.